đây để tôi giới thiệu với các bạn của tôi về cái cây phong này. Xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới. Câu chuyện về những cây phong. Nhưng hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn hai cây phong trồng ở dưới đất là hai loại phong khác nhau. Và tôi đã từng làm một số các clip giới thiệu về phong, mời các bạn qua kênh YouTube Vườn Ngoài CZ. Các bạn biết về cây phong thì tôi làm 1, 2, 3 cái clip bảo quản cây phong mùa đông đấy, của năm 2019, và có làm một cái clip vào đầu hè năm 2020. Đó là clip tôi nhớ không nhầm thì số C29, cây phong đỏ dáng long cuốn thủy. Thì đấy là những cái chậu cây phong tôi trồng ở trong chậu, và là những khổ chậu lớn, cây lớn nhiều năm tuổi. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về hai cây phong. Hai cây phong có gì hấp dẫn để bạn phải giới thiệu nhỉ? Là vì có một số bạn thì cũng hỏi tôi là bạn ơi, cho mình hỏi là cái cây phong thì khi trồng ở trong chậu thì bạn dùng cái giá thể gì để nuôi nó? Giá thể ở đây tôi hiểu là dùng một cái loại thức ăn gì thay đất để nuôi nó. Thì tí nữa tôi sẽ nói về cái phần giá thể đấy. Và có một số bạn khác thì lại hỏi là tôi trồng cây phong ở dưới vườn mà đã được vài 3-4 năm rồi mà nó cứ nhỏ như cái tăm ấy, thì phải dùng loại thuốc gì, loại thức ăn gì, loại phân gì, vitamin gì cho nó nhanh lớn. Thì quả thật xin thưa với các bạn là cái clip số C29 tôi giới thiệu về phong rất là nhiều và kỹ, nhưng cũng không thể nói hết được. Mặc dù tôi thích làm thế nào clip rất là ngắn, 5-3 phút, 7 phút thôi để gửi cho các bạn, chứ cũng không phải là thích dài dòng lắm. Nhưng mà vì tôi rất là yêu cây, rất là quý cây, và đôi khi còn nói chuyện với cây nữa, thương cây nữa. Mặc dù là tôi đã từng giới thiệu với các bạn là tôi mới làm cái vườn này mới được có 2 năm tuổi thôi, thi công ở đây thì 4 năm. Và cái khu vườn trước thì là một vườn hồng và một số cây lan ly thì làm được 9 năm rồi. Nhưng mà cha của tôi, ông cụ làm nghề cây cảnh, gần cả một cuộc đời ông chủ cụ làm nghề cây cảnh. Ông cụ trồng được nhiều cây lắm, đẹp lắm. Cho nên là bị nhiễm cái tính của ông cụ, tôi cứ thích cây và hoa. Cho nên các clip làm cho các bạn thì tôi cứ thích là mình biết cái gì thì nói thật lòng cái đấy, chân thành cái đấy. Thành ra đôi khi nó thành hơi dài dòng một chút đấy, thì mong các bạn thông cảm. Còn nếu chỉ để làm clip, để lấy số lượng clip hay là để lấy like, lấy like gì đó, thì tôi có thể làm 3 phút, 5 phút đã xong một clip rồi. Thì nhân câu chuyện về phong thì chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn cũng ủng hộ thôi nha. Và bây giờ sẽ giới thiệu với các bạn về phong và từng phần một. Trước tiên thì cây phong này của tôi, như các bạn nhìn đây là cây phong lá xanh. Bạn có thể quay cho các bạn tôi từ phần dưới gốc. Lá lúc này nó đang rất là xanh. Cái clip này tôi không biết là sẽ gửi được vào khi nào tới các bạn, nhưng tầm này nó đang tầm giữa hè của châu Âu. Thì lá nó đang rất xanh như này. Đó, và gọi là cây phong xanh. Thì cây phong xanh này là cây phong xanh lá đơn. Cây phong xanh lá đơn. Tí nữa bạn có thể quay xung quanh cây phong cho bạn, các bạn tôi xem. Thì cái clip số 29 tôi đã giới thiệu với các bạn là cách chăm sóc và bảo vệ các cây phong. Tôi nhớ tiếng Anh không được tốt, mong các bạn thông cảm. Cho tôi giới thiệu qua một chút. Cây phong này thì tên tiếng Anh người ta gọi là maple, và tên khoa học người ta gọi là acer, hoặc là acel, hoặc là acer. Tôi không là người giỏi tiếng Anh và không biết nhiều tiếng Anh, mong các bạn thông cảm nha. Thì cái cây này của tôi, tên khoa học theo hướng dẫn sử dụng của nó là acer. Thế có nghĩa là kiểu là cây phong. Còn tên tiếng Séc của chúng tôi hình như là yavor, cũng là cây phong. Nhưng phong này là phong lá đơn và màu xanh. Thân cây phong này các bạn nhìn thấy tôi dùng những hệ thống cọc như này đang chống buộc nó đây. Và các bạn nhìn thì nó cũng cao, tôi cao cũng phải 1m73-75 đấy các bạn này. Mà nó cao hơn tôi như này có thể nó phải 2m đấy, hoặc là 2m rưỡi, đúng không? Thì cái cây phong này tại sao tôi dùng cọc tôi chống nó như thế này là vì nó tương đối cao, và cái vườn của tôi thì đường trước đường sau cũng là những khu rộng cho nên gió lớn các bạn ạ. Và cái cây phong này nó là cây phong thân mềm. Tuy nó cao như này nhưng nó là thân mềm. Vì phong thì như đã thưa với các bạn rồi, nổi tiếng nhất ở thế giới về các loại phong. Nói đến phong thì người ta nghĩ đến ngay đến phong đỏ, mà trên thực tế thì có cả phong xanh. Tôi đã giới thiệu phần trước của clip C29 rồi, thì cho tôi nói thêm một tí nữa là cái phong nổi tiếng ở trên toàn thế giới thì người ta biết ngay là nói đến phong là người ta nghĩ đến nước Canada. Bởi vì nước Canada đã lấy lá phong đỏ, biểu tượng lá phong đỏ trên nền cờ, nền quốc kỳ của Canada, nổi tiếng mức độ như thế. Nhưng mà Canada chỉ có khoảng 9-10 loại phong thôi,
Và phong của Canada người ta còn làm ra siro, siro phong các bạn, và chỉ có Canada có các bạn nhé, và chỉ có cái vùng đấy có thôi. Thì tôi sẽ làm một cái clip khác giới thiệu với các bạn về hàng phong lá đỏ của tôi đấy, vào cuối hè hoặc là đầu thu, và sẽ giới thiệu với các bạn về loại siro đó sau đấy, người ta gọi là siro phong. Thì hôm nay không làm về cái clip đấy, mà hôm nay chỉ nói với các bạn về hai cây phong là trồng dưới đất. Thì bây giờ quay lại câu chuyện chính, thì phong này nó có hai loại thân các bạn nhé, thân mềm và thân cứng. Thì cây tôi đang đứng ở bên cạnh đây là cây thân mềm, lá cụ thể là lá xanh đấy. Và cây phong thì nó có hai loại, loại thân cứng và thân mềm. Và cây thân cứng thân mềm thì nó cũng có thể cao tới 9 mét các bạn, cây thân mềm cũng có thể cao tới 9 mét. Và cây phong cứng ấy, thân cứng nó có thể cao tới 45 mét, các bạn gõ hút gồ là các bạn biết ngay. Thế và nổi tiếng nhất ở phong là ở Canada, nhưng mà Canada chỉ có 9-10 loại phong, nhưng mà ở Nhật Bản các bạn biết rồi, đất nước mặt trời mọc, như clip trước tôi đã giới thiệu các bạn, người ta làm ra nhiều trăm loại phong và hàng nghìn loại phong. Các bạn gõ Google đọc bách khoa toàn thư về phong là các bạn sẽ biết. Thì người ta gọi là nhiều phong lắm, phong giấy rồi phong lá đỏ năm thùy rồi phong bảy thùy chín thùy, ví dụ như thế, nhiều nhiều phong đấy. Thì đấy là ở Nhật Bản ta lai ghép tái tạo và làm ra rất là nhiều phong, đây là đất nước Nhật Bản. Còn cái phong này của tôi, như một số các clip các bạn nhìn thấy, lá nó lại màu nâu. Ví dụ như tôi làm một clip về đàn ong, là có một đàn ong rừng bay đến vườn, khu vườn của tôi, mà hai đàn ong các bạn. Đấy, thì đợt đầu hè ấy, tôi làm hai clip về đàn ong, hay là một clip về đàn ong, và giới thiệu về cây phong này. Thì các bạn nhìn thấy nó màu rất là nâu đúng không? Thì cái cây phong này nó có một cái chút đặc biệt để giới thiệu với các bạn, chính là thời tiết mà khi bắt đầu vào đầu xuân, có nghĩa là vào khoảng đầu tháng 4, trời còn hơi lạnh lạnh các bạn nhé, còn hơi lạnh lạnh, thì tất cả những lá của cây phong này ra ấy, nó đang từ màu xanh, hơi xanh hoặc rất xanh, nó chuyển sang màu nâu các bạn ạ, nó chuyển sang màu nâu, và nó đá một tí màu đỏ các bạn nhé, đá một tí màu đỏ, đá một tí màu đỏ. Thế và nếu mà trời lạnh tiếp thì nó nâu rực ra các bạn ạ, như cái clip mà tôi giới thiệu các bạn phát hỏa về một đàn ong rừng đến thăm khu vườn của tôi. Thì cái cũng là cái cây phong này các bạn xem, các bạn chỉ nhìn thấy một màu nâu thôi, màu nâu rực rỡ rất là đẹp đấy. Thế nhưng lúc tôi đang đứng ở đây là tầm độ khoảng tháng 7, tháng 8 như này, giữa hè trời có nắng, thì nó lại trở về màu xanh như này các bạn đấy. Bạn có thể quay cho các bạn tôi nhìn thấy ra chính xác là rất là xanh. Vậy thì vẫn cái cây phong này các bạn, lúc này nó lại đang lá rất là xanh, nhưng mà nếu đột ngột đấy, mà lại trời lại lạnh xuống thì nó lại về màu nâu đấy các bạn. Và đến cuối thu thì như năm trước tôi đã gửi các bạn ở cái clip C1, các bạn nhìn thấy cây phong này lá nó hơi nâu, nhưng mà phần chính mình nhìn thấy là nó màu vàng các bạn, vàng rực. Thì đấy là cây phong này. Hơi một tí các bạn có quay một tí đẹo thôi, kia cũng là cây phong đấy, lá đơn đấy, như cây phong này của tôi, nhưng các bạn nhìn thấy nó màu đỏ, và từ đầu mùa đến cuối mùa lúc nào nó cũng màu đỏ như thế đấy, chứ nó không có đổi màu các bạn ạ. Thì tôi sẽ giới thiệu các bạn về các cái chậu phong sau. Thì cây phong đấy là cây phong thân cứng các bạn nhé, lá nó y như này, lá nó y như này, nhưng nó lại là cây phong thân cứng, còn cây này nó là cây thân mềm đó. Và bây giờ mời bạn đi sang bên đây quay cho bạn tôi xem toàn cảnh cây phong đấy, và tôi sẽ mời các bạn tôi thăm một cây phong tiếp theo nữa đấy. Thì trước khi bạn đi, tôi sẽ giới thiệu các bạn của tôi, là các bạn của tôi, một số bạn hỏi là thế trồng cây phong này thì phải trồng với cái loại giá thể gì, giá thể có nghĩa là dùng cái thức ăn gì để thay cho nó, thay cho đất. Thì tôi sẽ làm một cái clip khác về những cây phong trên chậu và sẽ nói với các bạn. Nhưng mà tôi tiện clip về phong này, tôi nói nhanh cho các bạn nghe luôn, là theo những cái cách mà tôi hiểu biết. Đây các bạn nhìn thấy là tôi đang trồng cây phong ở dưới mặt vườn. Thì trồng dưới mặt vườn này thì đương nhiên là không dùng các cái loại giá thể gì, như các bạn hỏi là vỏ cây hay là vỏ chấu hay vỏ thông nghiền ra để trồng những loài lan ở trong chậu. Thì cái đấy là nó hơi dài dòng, thời lượng nó nhiều, tôi sợ tôi không nói được hết. Thì tôi nói ngắn gọn để các bạn nghe là những cây phong mà tôi trồng ở trong chậu, tôi cũng trộn một phần đất như này. Đó là nhà hướng dẫn sử dụng ở đây, người ta bán cây phong cho tôi, người ta nói như thế. Đó là cái đất này các bạn này, là đất, cái đất này là đất chuyên dụng. Tôi trộn với một phần đất thịt là cái đất của nền vườn này. Đấy, ở với khối, tùy theo cái cây phong các bạn trồng to hay bé, và tùy theo cái hố các bạn đào to hay bé, thì cái cây phong này của tôi là cây phong khổ lớn, thân lớn, và lúc trồng nó đã lớn rồi, cho nên cái hố tôi đào rộng hàng mét, sâu xuống 80 phân. Thì tôi cần đến một bao đất 70 lít này các bạn này. Và độ nặng của bao đất 70 lít này nó cũng phải đến 40-50 kg các bạn. Và tôi trộn với cái đất vườn để đổ đầy xuống cái hố mà sâu xuống gần 1 mét và rộng đường kính là 1 mét đấy.
thì tôi trộn một nửa cái đất chuyên dụng này và cái tên của nó đây. Đấy, bạn có thể cho các bạn tôi đọc. Nếu là các bạn là xét ra rát nhít này. Đấy, đây có chữ súp rát này. Đấy, đây nó vẽ này, các bạn nhìn này, vẽ cây này. Cái loại đất này có thể trồng được cây ăn quả, các bạn nhìn thấy đúng không? Đấy, cây hoa, cây ăn quả, cây ăn trái, thậm chí cả cây hoa. Nhưng mà nó trồng cả những cây thân gỗ lớn này các bạn này. Đấy, cây gỗ thân lớn này thì đó là cây hoa mà gỗ thân lớn. Tôi ví dụ thế, đây nó vẽ như thế. Và người ta hướng dẫn tôi là trồng bằng cái loại này. Thế nhưng không độc trồng bằng cái đất chuyên dụng này không, mà phải trộn với đất thịt nữa. Đấy, thì tôi trồng với phong các bạn nhìn cụ thể. Đấy, năm trước, năm nay các bạn thấy cây của tôi nó xanh đẹp như thế này. Đấy, và lúc trời chuyển thời tiết hơi lạnh lạnh xuống thì nó màu nâu hết các bạn nhé. Đấy, màu nâu rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, và đến đầu thu này thì có thể lá bắt đầu nó vàng ra các bạn ạ. Đấy, thì là cái cây phong này nó ba màu các bạn nhé, ba màu rất là thích, rất là đẹp. Thế và tôi trồng thì trồng bằng cái này. Thế còn những cái cây phong trồng ở trong chậu thì sao? Bạn có dùng vỏ cây để trồng nó không? Có dùng một loại vật liệu gì khác để thay đất trồng nó không? Thì xin thưa với các bạn anh luôn là những cái cây phong tôi trồng trong chậu khổ lớn đấy. Ở cái clip C29 giới thiệu các bạn đấy, tôi cũng không dùng các loại giá thể khác để thay đất. Đấy, mà tôi dùng trực tiếp cái bao đất này cộng với đất nền vườn. Đấy, là đất thổ cư, tôi trộn đều lên và tôi trồng. Đấy, thì đấy là cái cách mà các bạn hỏi hôm nay tôi đã giải đáp thắc mắc các bạn luôn. Thế rồi các bạn hỏi tôi là cái chăm sóc phong như nào thì các bạn vào cái clip C29 nhé. Tôi đã nói với các bạn rất là nhiều về cách chăm sóc phong. Thì tôi cũng không có cái cách gì chăm sóc đặc biệt để cho nó nhanh lớn cả. Mà cái cách tôi chăm là bằng cái muối đắng này các bạn này. Đấy. Tiếng Tiệp người ta đề chữ hồ cá sun này thì cho tôi tạm dịch là muối đắng. Và tôi chăm bằng cái này. Đấy, chăm cái này thì clip C29 nói về phong tôi đã nói rất là nhiều rồi, cho tôi nói lại qua thôi. Tôi dùng cái nắp này các bạn này. Đấy. Một cái nắp này nó được 15ml. Và một cái bình nước như này là 10 lít nước các bạn này. Đấy. Thì cái này nó vẽ là ở đây các bạn nhìn đúng không? Đấy, các bạn ở nước khác các bạn cũng có thể nhìn thế này. Nó vẽ rất là nhiều các cái cây thân gỗ lớn trong vườn, kể cả cây ăn trái ăn quả đều được các bạn ạ. Đấy, và đây nó vẽ lá phong đỏ, lá phong xanh các bạn nhìn đúng không? Đấy. Thì cái loại vật liệu này tôi chăm nó khoảng 2 năm nay các bạn ạ, thì thấy là ổn, 2 3 năm nay là ổn. Thì tôi dùng cái nắp của nó như này. Tôi đổ cái nước này vào. Đấy, nếu đổ đầy cái này các bạn này. Đổ đầy cái này. Nó là 15 ml. Và tôi đổ vào đây. Thì một cái bình 10 lít nước này thì phải cần tới ít nhất là 2 các bạn nhé. Ít nhất là 2 cái muỗng này là 30 ml. Còn nếu mà đổ tới 3 cái này thì là 45 ml. 45 ml đổ vào một cái bình này. Rồi các bạn ngoáy đều nó lên. Đấy, các bạn ngoáy đều nó lên và tưới trực tiếp vào gốc cây. Thì các cây ăn trái trong vườn của các bạn tưới bằng cái loại muối đắng này cũng được. Ví dụ như các bạn để khoảng phút rồi các bạn ngoáy đều nó lên. Đấy. Thì dùng 2 cái nắp này hoặc 3 nắp này tương ứng với 30 ml hoặc 45 ml vitamin này, loại muối đắng này, đổ vào một cái bình 10 lít, ngoáy đều lên chờ khoảng phút rồi các bạn đi tưới trực tiếp vào gốc cây thân lớn của các bạn, như là cây phong, cụ thể là cây phong tôi chăm nó. Bao lâu chăm một lần? Thì tháng chăm một lần. Đấy. Chăm từ lúc nào đến lúc nào? Thì chăm từ khoảng tháng 4 đến tháng 9. Đấy. Hoặc là từ tháng 4 đến tháng 10. Thế từ tháng sau tháng 10 thì chăm lúc nào? Chăm bằng cái gì? Thì từ tháng 10 đến tháng 3 thì nó chăm lại bằng một cái loại vật liệu khác. Cũng là phân, cũng là vitamin, cũng là thức ăn cho nó, nhưng để ủ và giữ cây hoa mùa đông các bạn. Những cây phong trồng ở ngoài trời. Và nhất là châu Âu thời tiết mùa đông rất là lạnh, âm đến 5-10 độ, thậm chí âm 15-20 độ và kéo dài nhiều tháng. Thì cái phần đấy đến tháng 10, tháng 11 này nếu tôi làm được clip đấy thì tôi sẽ giới thiệu trực tiếp với các bạn luôn. Thì hôm nay các bạn nắm được cái này là đất tôi trồng trực tiếp cái cây phong này là bao đất như thế này. Gọi là bao đất chuyên dụng, các bạn có thể tìm ở trong các cái siêu thị nhà vườn người ta bán. Trộn với phần đất nền này, đánh đều nó lên, trồng cây phong xuống vườn. Nếu trồng ở trong chậu tôi cũng không dùng cái loại giá thể khác. Như là vỏ cây, như là các loại vật liệu khác, mà trực tiếp vẫn là cái đất này, đất chuyên dụng này trồng cái này với cái đất này trộn lên. Thế còn cách chăm sóc nó thì tôi đã nói với các bạn rồi đúng không? Một cái can 10 lít này đổ bằng hai cái nắp này là 30 ml hoặc là ba cái nắp này là 45 ml cho vào cái bình này, ngoáy đều lên chờ phút, tưới thẳng vào gốc cây. Tưới một bình đấy có được không? Tùy theo các bạn. Một cái bình nước 10 lít như này và với hướng dẫn sử dụng như thế này thì người ta nói là mình tưới trong một mét vuông các bạn. Thì các bạn thấy cái bình 10 lít này mà cái gốc cây của các bạn nó đủ lớn của tôi như này thì các bạn có thể tưới cả một bình, sau đi đến cây khác cái hoa lại tưới. Đấy, thì đấy cái chăm của tôi như thế, và tháng tôi chăm nó một lần. Thế thì hôm nay giới thiệu với các bạn là một lại một lần nữa là cách chăm sóc những cái cây phong của cả mùa xuân, mùa hè. Đấy. Và đến đầu mùa thu thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn vào một loại vật liệu chăm nó khác.
Thì các bạn nhìn thấy cụ thể cái phòng của tôi đây, rất là xanh, rất là đẹp. Các bạn cứ vòng trong đây, các bạn tôi xem. Và mời các bạn của tôi, thời lượng nó sợ nó dài rồi thì cũng vẫn cứ quay các bạn tôi xem. Đấy là cụ thể hôm nay là hai cây phong trồng ở dưới mặt nền vườn mà nhiều clip tôi chưa giới thiệu với các bạn của tôi. Đấy, bạn cho các bạn tôi xem từ gốc lên trên ngọn. Bạn có thể quay xa xa một tí như thế cho các bạn tôi nhìn gần. Đó, và mời bạn ra đây, tôi giới thiệu các bạn của tôi một cây phong nữa. Thì cây phong này là cây phong lá xanh nhưng đổi thành ba màu, màu xanh, màu nâu và màu vàng đỏ. Thì đến đầu thu sẽ màu đấy, và là cây phong thân mềm. Còn đây là cây phong thân cứng, các bạn trồng dưới này đất. Cái cây phong này là cây phong khổ lá kép và lá to. Thì cụ thể đã từng giới thiệu với các bạn những cái cây phong trong chậu của tôi rồi. Hôm nay giới thiệu với các bạn lại một lần nữa. Nó có 5 cánh, 1, 2, 3, 4, 5, các bạn nhìn đây. Những cánh lá đây, 5 cánh đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 và nó rất đẹp như này. Đấy, thì cây phong này gọi là cây phong lá đỏ Nam Thủy. Nguồn gốc cây phong này của tôi cũng từ Nhật Bản. Và cây phong lúc trước giới thiệu với các bạn cũng từ Nhật Bản. Đấy. Và cây phong này là cây phong đỏ Nam Thủy. Các bạn nhìn gốc của nó đây. Đấy, bạn có thể quay cho các bạn tôi nhìn gốc rồi nhìn màu lá đỏ rực rỡ cho các bạn tôi xem. Thì cái phần gốc nó lớn như thế này. Đấy. Thì là lúc tôi sưu tầm được cái cây phong này, tôi đã nói với các bạn là một số cây phong của tôi trồng là rất là lớn vì tôi sưu tầm được nó từ một số các cái nhà vườn, rồi số các nhà bạn, cho nên cái giá cả nó cũng thích hợp, hợp lý và tôi mua được nó. Còn tuổi của nó thì tôi không định lượng được chính xác, nhưng như đã từng nói với các bạn cái clip năm ngoái là bảo vệ các cây phong mùa đông, dùng vải để ủ cho nó ấm. Thì tôi nói là cây phong này khoảng 15 đến 20 tuổi, 15 năm đến 20 năm. Thế bạn nào mà hỏi tôi là thế em trồng cây phong hoặc tôi trồng cây phong xuống vườn mà 2, 3, 4 năm rồi sao nó cứ nhỏ như cái tăm như thế, như cái đũa thế. Thì xin thưa với các bạn là cây phong lớn chậm lắm, nó lớn chậm lắm. Bởi vì phong nó rất là quý các bạn ạ. Các bạn gõ Google và đọc về cây phong các bạn sẽ biết. Phong thì có nhiều nơi ở trên thế giới, tôi đã từng giới thiệu các bạn rồi. Bắc Mỹ, rồi châu Âu, rồi là Nhật Bản, rồi Canada, phong có nhiều nơi trên thế giới. Thế nhưng mà phong ấy nó rất là quý bởi vì gỗ cây phong thân cứng này các bạn này, có thể sản xuất và làm được ra nhiều thiết bị nữa các bạn ạ. Làm ra sản xuất là nhiều các thiết bị quan trọng trong các cái vật dụng đời sống hàng ngày. Cho nên cây phong nó lớn rất là chậm các bạn, nó không thể lớn nhanh được. Chẳng hạn như ta trồng cây táo hay cây lê thì có khi 3 năm sau quay lại nó rất là to rồi. Đấy, 5 năm sau có khi đã cảm giác nó cổ thụ 10 năm rồi. Nhưng cây phong thì rất là lâu các bạn, lâu lắm. Vì như thế cho nó quý các bạn ạ. Thì chỉ có một cách là các bạn chịu khó, kiên trì, chăm, chờ nó trong vòng 10 năm thì nó cũng lớn lên các bạn ạ. Và cũng đẹp, các bạn đừng có sốt ruột. Hai là các bạn tìm tòi, sưu tầm được những cái gốc phong lớn như kiểu của tôi như này. Thế mà gốc phong này của tôi thì cũng có thể nhỏ hơn so với nhiều bạn khác. Thì gốc phong này của tôi đã được 15-20 năm tuổi. Và những cái chậu phong tôi trồng trong chậu như thế. Đó, thì mời các bạn tham quan những cây phong lá đỏ này. Đây tôi cũng trồng dưới nền vườn đúng không? Được 2 năm các bạn nhìn thấy chưa? Nhưng mà đương nhiên là lúc tôi trồng thì nó lớn rồi. Đó. Nó đã là cái cây phong đã nhiều tuổi rồi. Đó. Thì nó đẹp như này. Thì cũng mong các bạn thông cảm là bạn cứ quay cho các bạn tôi xem. Đó. Lá nó đỏ đẹp rực như này. Thì như cái cây phong này tôi trồng dưới nền vườn đấy các bạn nhìn này, tôi cao. Đấy, 1m75 ấy, 74, 75 mà cây phong nó cao. Đấy, phải đến chỗ cao này phải đến 2 mét rồi đúng không? Thì cái cây phong tôi đã giới thiệu các bạn rồi, nó có hai loại thân đúng không? Một loại là thân cứng và một loại thân mềm. Thì đây là cây phong thân cứng. Và cái cây thân gỗ cứng này bạn có thể quay một vòng cho các bạn tôi xem. Là nó chiều cao của nó có thể từ 9 mét đấy các bạn. Và tối đa là 4-5 mét. Nhưng mà gỗ cây phong thì nó quý lắm, các bạn gõ Google các bạn sẽ biết. Nó có thể làm những cái con lăn để chơi bowling đấy các bạn ạ. Thế rồi nó có thể làm cái mặt của hộp đàn, guitar đấy các bạn ạ. Và nó làm được nhiều thứ khác nữa. Cho nên là gỗ của cây phong nó thực ra nó rất là quý các bạn. Chính vì cái gỗ cây phong nó quý. Và nó chậm lớn như thế cho nên là nó mới quý. Và nó làm được ra nhiều các cái trang thiết bị khác cho cuộc sống. Thì tôi cũng không nhớ nhiều lắm, mời bạn về đây để các bạn tôi nhìn lại toàn cảnh một lần nữa rồi chào các bạn tôi. Thì hôm nay ấy, giới thiệu các bạn về hai cây phong trồng ở dưới mặt nền vườn. Một cây phong lá xanh thân mềm có ba màu và đổi tùy theo thời tiết từ tháng 4 cho đến hết năm. Một cây phong thứ hai là cây phong lá đỏ. Cây phong này các bạn cũng đã từng được nhìn qua nhưng mà chưa giới thiệu về nó, cũng như cây phong đấy. Thì cây phong này là cây phong lá đỏ Nam Thủy. Đấy, khổ lá kép rất là đẹp như thế này. Thì hôm nay đã giới thiệu các bạn về hai cây phong rồi. Thời lượng tôi nghĩ là nó cũng dài rồi đấy, nhưng mà
vẫn phải làm một cái clip về hai cây phong trồng ở dưới mặt nền vườn, vì chưa lúc nào làm cây phong ở dưới mặt nền vườn để giới thiệu với các bạn cả. Thì một số bạn hỏi và thắc mắc như thế thì hôm nay tôi đã trả lời các bạn nha. Có điều gì đó còn thiếu còn yếu hoặc là trả lời chưa được đúng được đủ về mặt kỹ thuật cũng như là cách nói còn hơi dài dòng nhưng mà vẫn chưa được đủ thì vẫn xin các bạn một lần nữa thông cảm cho tôi nha. Và hy vọng các bạn vẫn ủng hộ cho công việc trồng cây trồng hoa của tôi và với kênh YouTube Vườn Hoành CZ. Hy vọng được các bạn thỉnh thoảng ghé qua thăm xem, hoặc là các bạn có thể nhấn nút ủng hộ like hoặc là đăng ký kênh của tôi chẳng hạn. Tôi sẽ cố gắng cập nhật các cái clip mới thường xuyên trong tuần 1, 2 hoặc 3 clip, thứ ba, thứ sáu, chủ nhật, hoặc thứ ba, thứ năm, thứ bảy, hoặc thứ năm và thứ bảy, ví dụ thế nha. Cảm ơn các bạn một lần nữa và kính chúc các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.